Ủa em bị gì vậy? Sao anh không giữ cửa cho em? Ai biết đâu anh tưởng em đi nãy giờ chứ. Bên một người vô tâm là nước mắt tuôn âm thầm. Anh ơi sách phục em với, đồ nặng quá. Bên một người vô tâm là nước mắt tuôn âm thầm. Anh ơi bé ốm rồi. Bắt AD rồi bạn ơi. Gì trời. Em muốn anh qua với em xíu có được không? Ừ thì thôi em mua thuốc uống đi nghe. Nhớ ăn thêm cái gì nữa. Bên một người vô tâm là nước mắt tuôn âm thầm. Anh ơi sao anh vô tâm với em quá vậy? Gì nữa? Anh có thực sự thương em không? Sao em không cảm nhận được tình yêu của anh vậy? Tới nữa rồi đó. Ngay cả việc hôm nay em bệnh, em muốn anh quan tâm em một chút cũng không được hả? Chứ giờ em muốn anh quan tâm em là quan tâm sao? Sao suốt ngày em cứ kiếm chuyện với anh hoài vậy? Ngủ cho khỏe, mệt quá. Alo. Mẹ thằng khốn. Anh lúc nào cũng vậy, không chịu giải quyết cho xong chuyện mà đi ngủ. Anh có thể ngủ ngon, còn em thì không. Em chỉ muốn được anh quan tâm thôi. Bộ điều đó đối với anh khó lắm hả? Lúc nào cũng là do em nghĩ nhiều. Có bao giờ anh xem lại bản thân anh là thực sự quan tâm em chưa? Trời, cái gì mà nhắn nguyên tràng vậy trời. Chắc là giờ hết giận rồi đó. Chắc là anh biết lỗi rồi đi mà. Buổi sáng vui vẻ nha em, buổi sáng vui vẻ nha em, buổi sáng vui vẻ nha em, buổi sáng vui vẻ nha em. Thì thôi, em không bận tâm nữa rồi. Buổi sáng em vui vẻ. Hai đứa ngồi chuyện trò suốt đêm với bao tiếng cười.